Phương Thảo cùng với Mạnh Tiến kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, được phát vào lúc 23 giờ hàng ngày. Và bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Số ca mắc tay chân miệng trong cả nước đang có xu hướng tăng nhanh trong các tuần gần đây. Trong 5 tháng đầu năm 2023, Tây Ninh ghi nhận 74 ca mắc tay chân miệng. Tuy nhiên, dự báo tình hình dịch bệnh có thể tăng cao đột biến trong thời gian tới. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường phòng chống dịch bệnh tay chân miệng. Sở Y tế phối hợp các sở ngành địa phương theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh. Tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị, phân luồng khám bệnh, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn chế thấp nhất tử vong. Thực hiện tốt phòng chống lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế. Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để giám sát, kiểm tra, hỗ trợ địa phương và chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng. Tổ chức truyền thông tại các trường học, đặc biệt tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non về bệnh tay chân miệng và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành y tế triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, đặc biệt tập trung vào các khu vực có số mắc cao, có nguy cơ bùng phát dịch. Trong tháng 5 năm 2023, lực lượng phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại của tỉnh Tây Ninh đã tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Nhiều vụ việc đã bị phát hiện và xử lý. Theo đó, trong tháng đã phát hiện và bắt giữ 87 vụ với 87 đối tượng, tăng vật vi phạm trị giá trên 1,6 tỷ đồng. So với tháng trước, số vụ bắt giữ giảm 19 vụ, trị giá tăng vật giảm hơn 670 triệu đồng. Hàng hóa vi phạm chủ yếu, pháo nổ 104 kg, thuốc lá điếu 4.400 bao, đường cát 3.000 kg. Các lực lượng chức năng đã xử lý vi phạm hành chính tổng cộng 90 vụ, tổng số tiền thu nộp ngân sách trên 3,7 tỷ đồng so với tháng trước giảm 5 vụ, tổng số tiền thu nộp ngân sách tăng hơn 2,8 tỷ đồng. Về xử lý hình sự, đã khởi tố 1 vụ với 6 đối tượng vận chuyển hàng cấm. So với tháng trước, số vụ không tăng không giảm, số đối tượng tăng 5. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân, nhất là nhân dân trên tuyến biên giới, không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, không sử dụng hàng lậu, đã góp phần chuyển biến nhận thức của người dân trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh, hiện nay tình hình thu hút đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang tăng mạnh. Tính đến đầu tháng 6 năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thẩm định 99 dự án xin xây dựng với 144 nhà yến, một dự án chăn nuôi heo nái. Đối với 112 dự án chăn nuôi đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, có 40 dự án đang hoạt động, 14 dự án đang triển khai xây dựng, 53 dự án chưa xây dựng và 5 dự án không triển khai xây dựng. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Nông nghiệp 3F Việt Nam tiếp tục khảo sát các khu đất của người dân trên địa bàn tỉnh để định hướng đầu tư nhà máy giết mổ. Tập đoàn Hùng Nhơn đang hoàn tất các thủ tục để đưa vào triển khai thực hiện hai dự án gồm dự án khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tại huyện Tân Châu với diện tích 39,5 ha và dự án giết mổ gia cầm chế biến thực phẩm tại xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng với diện tích 17,9 ha. Bên cạnh đó, Công ty Sữa Việt Nam có kế hoạch đầu tư mở rộng quy mô trang trại và xây dựng nhà máy chế biến sữa tại Tây Ninh. Thi đua đã thực sự trở thành một động lực cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, tỉnh Tây Ninh tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm. Hội thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng kết hợp giao lưu khen thưởng các gương điển hình tiên tiến tại các khối thi đua cấp tỉnh là một trong những hoạt động tiêu biểu diễn ra sôi nổi nhằm hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Thì tôi nhận thấy rằng có những cái điểm nó nổi bật trong phần mà các đơn vị tham gia, thứ nhất về tuổi thành phần thì phải nói rằng đây là chính là những cái cán bộ viên chức người lao động thường xuyên hàng ngày làm việc tại các đơn vị, mà người cao tuổi nhất đó là họa sĩ Bùi Kim Oanh với số tuổi là 70 mà vẫn tích cực tham gia, là tham gia rất là nhiệt tình. Cái thứ hai nữa đó là cái phần thi mà giới thiệu về giao lưu những gương điển hình tiên tiến á,
thì có phát hiện những bạn trẻ trong cái gương điển hình. Đây là điều mà chúng ta cảm thấy là rất là mừng, phấn khởi. Không phải chỉ có đơn vị phố thi đua 1 mà là của cả tỉnh chúng ta. Thông qua hội thi thì đây là cơ hội để cho các tổ chức hội trong khối thi đua số 1, các tổ chức hội quần chúng tỉnh có thể giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ các phương pháp về trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong công tác thi đua khen thưởng, thực hiện lời kêu gọi ra sức thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đây thì cũng có cơ hội tiếp cận và biết các gương điển hình tiên tiến của các tổ chức hội thành viên, từ đó tạo động lực để mỗi bản thân, mỗi cán bộ trong các tổ chức hội sẽ ra sức thi đua, phấn đấu thi đua ái quốc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đăng ký các công trình phần việc, chỉ tiêu trong cao điểm 75 ngày về đích lập công dân bác từ ngày 29 tháng 3 năm 2023 đến ngày 11 tháng 6 năm 2023. Theo đó, 33 cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đăng ký thực hiện 136 công trình phần việc chỉ tiêu trong cao điểm 75 ngày về đích lập công dân bác. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu luật thi đua khen thưởng số 06 năm 2022 trên QH15 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023. Khen thưởng thành tích trong thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, tỉnh Tây Ninh đã bình xét giới thiệu đoàn tham dự hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến toàn quốc gồm 5 gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong đó có một gương nông dân tiêu biểu được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trước thực trạng nhiều địa phương gặp khó khăn vướng mắc khi thực hiện mua sắm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, các địa phương đã đề nghị Bộ Y tế thực hiện đấu thầu tập trung, đặt hàng hoặc thực hiện đàm phán giá các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Theo đó, để đảm bảo đủ vaccine triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng đúng kế hoạch, an toàn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế, theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động khẩn trương chỉ đạo, thực hiện ngay các giải pháp phù hợp để kịp thời khắc phục ngay tình trạng thiếu vaccine trước ngày 24 tháng 6 năm 2023. Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao làm việc với các nhà sản xuất, tổ chức quốc tế, một số quốc gia để tìm kiếm thêm các nguồn vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng. Bộ Y tế ban hành ngay hướng dẫn phòng bệnh, phát đồ chẩn đoán, điều trị cho trẻ bị nhiễm bệnh trong trường hợp chưa được tiêm vaccine theo đúng lịch. Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội cho biết trong bối cảnh nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, trong khi nguồn cung ứng điện hạn chế, các trang thương mại điện tử xuất hiện nhiều thông tin rao bán tràn lan, các thiết bị tiết kiệm điện, tuy nhiên các vận dụng này còn tăng thêm điện năng. Lực lượng quản lý thị trường tăng cường các giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức cá nhân có hành vi lợi dụng nhu cầu tiêu thụ tăng cao để tăng giá nhằm thu lợi bất hợp pháp. Được mệnh danh là Đà Lạt của Tây Bắc nên bất cứ thời điểm nào trong năm, Mộc Châu, Sơn La luôn có những nét riêng hấp dẫn. Dịp này thung lũng Mận Nà Ca tấp nập du khách. Đây là thung lũng Mận đẹp nhất tại Mộc Châu và được rất nhiều du khách lựa chọn để có những trải nghiệm thú vị. Hôm nay thì đến với vườn mận Nà Ca thì mình cũng thấy rất là vui. Không gian ở đây rất là trong lành này, mát mẻ và những trái mận thì rất là ngon. Hôm nay thì đoàn của chúng tôi đang dừng chân tại khu vực đó chính là thung lũng mận Nà Ca, một trong điểm nhấn trong chuyến hành trình ngày hôm nay ạ. Và hôm nay thì đến với Mộc Châu thì thấy không khí rất là sôi động bởi vì có rất là nhiều các du khách từ thập phương đến, không chỉ du khách của các đoàn tour mà du khách của các tỉnh lẻ đến khu vực đó chính là khu vực Mộc Châu. Du lịch nông nghiệp an toàn, gần gũi với thiên nhiên đang trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn. Trung bình mỗi ngày, mỗi vườn mận đón từ 200 đến 400 khách đến thăm vườn. Vào dịp hè, du khách còn được hướng dẫn viên nhí, con của chủ vườn mận. Giới thiệu về thung lũng mận và cách để chọn quả ở những cây lâu năm. Mộc Châu hiện là huyện trồng mận hậu lớn nhất của cả nước, với tổng diện tích hơn 3.200 hectare, trong đó diện tích đang cho thu hoạch khoảng 2.400 hectare. Trải nghiệm hái mận là một sản phẩm du lịch độc đáo, vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện để mang lại nhiều kỷ niệm khó quên với du khách trong hành trình du lịch tại cao nguyên tươi đẹp này. Ngày 10 tháng 6, Iraq đã đồng ý trả các khoản nợ về khí đốt và điện lên đến 2,76 tỷ đô la Mỹ cho Iran sau khi Baghdad được Mỹ miễn trừng phạt.
Ngoại trưởng Iraq Fuad Hunsen hôm 8 tháng 6 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken bên lề một hội nghị ở Riyadh, Ả Rập Xê Út. Sau đó, phía Mỹ đã đồng ý miễn trừng phạt đối với các khoản ngoại tệ của Baghdad đang bị phong tỏa, cho phép nước này sử dụng để thanh toán các khoản nợ mua năng lượng từ Tehran. Sau nhiều năm chìm trong chiến tranh xung đột, Iraq, từ một quốc gia xuất khẩu dầu khí lớn nhất, đã phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu năng lượng từ nước láng giềng Iran, chủ yếu là khí đốt, để phát điện và điện lưới. Tuy nhiên, việc Mỹ trừng phạt lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt của Tehran đã khiến Iraq gặp khó khăn trong thanh toán các khoản nợ cho Iran, dẫn đến việc các khoản tồn động ngày càng tăng cao và phía Tehran cắt giảm nguồn cung khí đốt. Ngày 10 tháng 6, đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia cho biết đã ngừng vận hành lò phản ứng cuối cùng như một biện pháp phòng ngừa sau sự cố vỡ đập Kakhovka gần đó. Trong thông báo, công ty năng lượng quốc doanh Energoatom của Ukraine cho biết mực nước trong bể làm lạnh ở nhà máy Zaporizhia là 16,67 mét, đủ để đáp ứng nhu cầu cho các hoạt động của nhà máy này. Hiện tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân vẫn trong tầm kiểm soát và ổn định. Trước đó, 5 lò phản ứng còn lại nhà máy Zaporizhia đã được đưa vào trạng thái ngừng hoạt động. Hôm 6 tháng 6, đập Kakhovka bị vỡ, dẫn đến giảm mực nước ở con đập này và lũ lụt trên diện rộng ở khu vực gần đó. Nga và Ukraine đã đổ lỗi cho nhau trong sự cố này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang nhanh chóng cung cấp các thiết bị y tế cần thiết đến các khu vực bị ngập lụt và sẵn sàng ứng phó với một loạt nguy cơ về sức khỏe. Ngày 10 tháng 6, Ai Cập thông báo bắt đầu thiết lập một chính sách mới yêu cầu tất cả các công dân Sudan đến nước này phải xin thị thực trước khi nhập cảnh, sau khi phát hiện các hoạt động phi pháp gồm cả việc cấp thị thực giả mạo. Bộ Ngoại giao Ai Cập giải thích rằng biện pháp này nhằm mục đích thiết lập một khuôn khổ có tổ chức cho quá trình tiếp nhận các công dân Sudan sau hơn 50 ngày kể từ khi bạo lực bùng phát ở quốc gia láng giềng và không nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế số lượng công dân Sudan vào Ai Cập. Trước đó, chính quyền Ai Cập đã miễn thị thực cho tất cả phụ nữ Sudan, trẻ em dưới 16 tuổi và nam giới trên 50 tuổi khi đến các điểm nhập cảnh. Hiện Ai Cập đã tiếp nhận hơn 200.000 công dân Sudan kể từ khi cuộc khủng hoảng bùng phát và tính cho đến thời điểm hiện tại trở thành quốc gia tiếp nhận nhiều nhất công dân Sudan trong số những nước láng giềng. Kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của TTV 11 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.